Mặc dù trong thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk có cơ chế thông thoáng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp và đầu tư tại tỉnh, nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan, nhất là cơ sở hạ tầng chưa được hoàn thiện, nên việc thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp trên địa bàn chưa đạt kết quả như mong muốn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chưa có khu cụm công nghiệp nào được lấp đầy, trong khi đó các doanh nghiệp hoạt động cầm chừng và ngưng hoạt động có chiều hướng gia tăng. Cụm công nghiệp Rông Búc 1 trước đây là cụm công nghiệp Buôn Hồ được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt quy hoạch năm 2005 với diện tích hơn 69 ha. Sau 12 năm hoạt động, đến nay cụm công nghiệp này có 12 dự án đăng ký đầu tư, trong đó có 8 dự án đi vào sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên có 6 dự án trong số đó đang hoạt động cầm chừng vì thị trường đầu ra gặp nhiều khó khăn và 2 dự án đã tạm ngừng sản xuất. Cái công ty là cũng mới thành lập nên là cái đầu ra của sản phẩm là không phải ngày 1 ngày 2 mà mình có thị trường. Nên là ban đầu thì công ty cũng mời các cái hội nông dân đến công ty tham quan và thực tế để cho người ta nhìn thấy quy trình sản xuất của mình. Theo Ủy ban nhân dân huyện Rông Búc, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên hiện nay hoạt động của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Vì thế việc các doanh nghiệp triển khai dự án đã đăng ký đầu tư tại cụm công nghiệp Rông Búc 1 là rất khó thực hiện. Bên cạnh đó, do cơ sở hạ tầng trong cụm công nghiệp chưa được đầu tư bài bản, cùng với những bất cập trong giá thuê đất sẽ là rào cản lớn đối với các doanh nghiệp đầu tư tại đây. Tôi cũng xin kiến nghị là thực hiện một số các cái biện pháp sau. Thứ nhất là cái chủ trương đầu tư cái cảng cảng ở khu vực cụm công nghiệp Rông Búc 1 là đã có rồi. Đề nghị là các cấp các ngành chức năng là sớm triển khai thực hiện việc này để tạo điều kiện thuận lợi trong cái việc mà giao lưu hàng hóa, vận chuyển hàng hóa. Cái thứ hai là đề nghị là các cấp các ngành nên cho chủ trương để đầu tư vào cái việc xử lý rác thải, vệ sinh môi trường ở khu vực này. Và cái cuối cùng là kính đề nghị các ngành chức năng chúng ta nên sớm hoàn thiện cái cơ sở hạ tầng để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh ở cụm công nghiệp hoạt động được ổn định và phát triển hơn. Những khó khăn của cụm công nghiệp Rông Búc 1 cũng là khó khăn chung của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời điểm này. Hiện Đắk Lắk đã công bố quy hoạch một khu công nghiệp và 15 cụm công nghiệp. Các cụm công nghiệp được đầu tư chủ yếu dưới hình thức cuốn chiếu, tiến độ đầu tư xây dựng phụ thuộc vào nhu cầu về mặt bằng sản xuất và khả năng nguồn vốn của doanh nghiệp. Phần lớn các doanh nghiệp tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đều có quy mô vừa và nhỏ, nên việc xã hội hóa trong đầu tư xây dựng hạ tầng tại các khu cụm công nghiệp là rất hạn chế. Khu công nghiệp Hòa Phú hiện có 47 dự án đăng ký đầu tư với tổng số vốn hơn 3.400 tỷ đồng, trong đó có 19 dự án đang hoạt động và 4 dự án dừng hoạt động. Từ đầu năm đến nay, khu công nghiệp này mới chỉ có 3 doanh nghiệp triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng. Về mặt của ban lý khu nghiệp thì cũng cố gắng làm thế nào để mà hoàn thiện lại cái quy trình đầu tư, làm sao để cho nó hoàn thiện trên cơ sở là có cái văn bản quy định chung, rồi đồng thời là cũng cố gắng làm thế nào đó là trong cái thủ tục về cái cách thủ tục hành chính để làm thế nào đó là làm thuận lợi cho các nhà đầu tư vào, tạo thuận lợi nhất để mà đồng hành cùng với các cái doanh nghiệp nó vào, rồi là các cái vấn đề khác là coi như là giúp đỡ cho các cái doanh nghiệp khó khăn và là chia sẻ các cái doanh nghiệp làm ăn được và chưa được, thì chúng tôi cũng rất là quan tâm cái này, đồng hành cùng các doanh nghiệp để cho một cái định hướng phát triển lâu dài theo cái mục tiêu chung của tỉnh là kêu gọi đầu tư. Trong những năm qua, mỗi năm tỉnh Đắk Lắk có hàng chục lượt doanh nghiệp đến tìm kiếm cơ hội đầu tư, nhưng trước thực trạng cơ sở hạ tầng tại các khu cụm công nghiệp chưa bài bản, khiến các doanh nghiệp không mặn mà với việc đầu tư. Đây quả là một điều đáng tiếc đối với một vùng đất được đánh giá là có nhiều tiềm năng và lợi thế như Đắk Lắk. Phát biểu tại lễ khai trương, đại diện tập đoàn Viettel cho biết hệ thống mạng 4G được Viettel đầu tư với công nghệ hiện đại nhất hiện tại, với tốc độ nhanh hơn. 100% trạm thu phát 4G của Viettel đều sử dụng công nghệ 4T 4R, 4 phát 4 thu.